Nói không qua chứ Quỳnh Anh, con gái cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn, kim bà xã trung vệ Duy Mạnh, chắc chắn là một trong những bà bầu hot nhất thời điểm hiện tại. Kể từ lúc thông báo tin vui đến nay, nhất cử nhất động của công chúa béo đều được chú ý gấp bội. Mọi người cũng cực kỳ mong ngóng sự ra đời của em bé đầu lòng nhà Quỳnh Anh Duy Mạnh. Dù vẫn trong bụng mẹ, nhưng cậu nhóc Đỗ Duy Ú này đã hứa hẹn sẽ trở thành một chú chuột vàng, giàu từ trứng nước, cũng như một rich kid đình đám trong tương lai. Động thái mới đây nhất của Quỳnh Anh càng khiến luận điểm này thêm chắc chắn. Trên story Instagram của mình, Quỳnh Anh vừa khoe loạt ảnh đập hộp chiếc túi mới mua. Chiếc túi đó chính là Hermès trong truyền thuyết, sản phẩm Quỳnh Anh sở hữu thuộc mẫu Hermès Birkin 25 Black Togo Rose Gold, với mức giá lên tới hơn 500 triệu đồng. Đáng chú ý ở đây là bà xã Duy Mạnh còn nói đùa một câu khiến mọi người càng thêm choáng váng. Yên tâm đựng bỉm rồi, Quỳnh Anh viết. Có vẻ như Quỳnh Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón sự ra đời của đứa con đầu lòng. Không biết chuyện dùng túi Hermès để đựng bỉm em bé này có thật hay không, nhưng vậy cũng đủ làm tất cả phải suýt xoa trước độ chịu chơi của cô nàng. Và đồng thời mọi người càng thêm khẳng định quý tử nhà Quỳnh Anh Duy Mạnh nhất định sẽ nằm trong top các nhóc tỳ số hưởng nhất của năm.